Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay, bản tin tổng kết thị trường ngày 28 tháng 10 năm 2021. Trước khi vào bản tin ngày hôm nay thì rất mong mọi người hãy like và chia sẻ kênh của mình để cho người khác cùng tham khảo. Hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất. Trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là tổng kết phiên giao dịch ngày 28 tháng 10 năm 2021. Phần thứ hai là dự kiến thị trường trong phiên tiếp theo. Và phần thứ ba là mình sẽ phân tích một số cổ phiếu tiêu biểu. Ngoài ra thì mình sẽ tặng mọi người thêm một số mã cổ phiếu có thể là mua đánh T cộng trong phiên ngày thứ sáu, phiên ngày mai. Với thị trường ngày hôm nay thì hôm nay VN Index có một phiên giao dịch cũng tương đối là ấn tượng và đã đúng cái dự kiến thứ hai của mình. Hôm qua thì mình đã có hai cái kiến với thị trường. Thứ nhất rằng là thị trường sẽ tích lũy ở đây, tích lũy ở cái vùng 1.4230 đấy, tích lũy ở đây một vài phiên rồi mới bật lên. Trường hợp thứ hai rằng sẽ bật lên luôn và sẽ có những sự rung lắc về sát cái vùng 1.430 này, và 1.430 ở hiện tại sẽ là một cái vùng hỗ trợ của VN Index. Thì với hôm nay VN Index break thành công hoàn toàn cái đỉnh cũ ở vùng 1.428 với khối lượng đạt 26.000 tỷ. VN Index tăng 15 điểm. Đây, VN Index tăng gần 15 điểm với tương đương với 1,05% với 294 mã tăng, 54 tham chiếu và 138 mã giảm. VN 30 thì tăng nhẹ hơn một chút với 12,8 điểm tương đương với 0,84%, 20 mã tăng và 7 mã giảm, 3 mã tham chiếu. Thì VN 30 thì trong diễn biến thị trường hôm nay thì khi mà ban sáng chỉ có mỗi Pau, sáng là Pau là mã để dẫn đầu cái đoàn đua hôm nay. Đấy, dẫn đầu với chỉ số tăng điểm rất là tốt. Đây, Pau này. Nhưng với Pau thì mình cái team của mình cũng đã khuyến nghị về viết một bài viết về Pau, thì mọi người có thể là theo dõi ở đây. Đây là Trường Thành này, EGC này. Đây về Pau thì bọn mình cũng đã ghi những cái luận điểm đầu tư cũng như là mục tiêu của cái mã này đang ở vùng 13.8. Thì mọi người cần quan tâm đến cái mã này hay là cần xem cái luận điểm thì chúng ta có thể tham gia vào đây để có thêm những cái tham khảo. Quay lại với cả thị trường thì phiên giao dịch hôm nay ngoài dòng Pau ra thì các cái mã rồi dòng dầu khí thì quay lại điều chỉnh để hút dòng tiền. Thị trường thì vẫn nổi bật với những cái mã bất động sản. Ở đây hôm nay thì ngoài bất động sản ra thì các cái nhóm trụ vốn hóa lớn cũng kéo tương đối là mạnh. Đây, với Vietcombank này, GAT này, Masan, Novaland. Novaland thì thực ra là đến chiều mới kéo và kéo tương đối là mạnh. Đây, sau cái vùng tích lũy thì chúng ta sẽ xem cái chart của nó. BCM cũng kéo tăng này, BCM cũng tăng rất là ấn tượng luôn. Quay trở lại với khung đồ thị của VN Index. Thì VN Index hôm nay đã vượt hoàn toàn cái vùng đỉnh cũ rồi và theo thì chúng ta sẽ hướng tới cái vùng đỉnh 1.500. Đấy, 1.450 đến 1.500. Và cái khung đồ thị này thì tương đối là tốt với MACD đang có cái cắt lên. Tuy nhiên rằng là RSI thì đang ở sát ở cái vùng quá bán rồi. Quá mua rồi, cho nên rằng là sẽ có một chút gì đó về rủi ro và trong cái xu hướng tăng thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái phiên, kiểu gì cũng sẽ có những cái khung cái cũng có những cái phiên để lắc đấy, để rung lắc đấy. Thì chúng ta sẽ đến với VN30. Đấy, VN30 thì hôm qua thì phiên hôm nay cũng đã vượt qua cái vùng đỉnh cũ là vùng 1.513 và tiến tới đến cái vùng đỉnh 1.565 này. Đây là mục tiêu và mình nghĩ rằng là sẽ tiến tới nhanh thôi, trong 1 đến 2 phiên nữa. Đấy, 1 đến 2 phiên nữa tiến tới nhanh thôi. Và khi mà lắc xuống đến cái vùng 1.300, 1.000, sẽ có những cái trường hợp mà lắc xuống cái vùng 1.520 này thì chúng ta có thể là canh mua thêm với những mã ở trong VN30. Ok, thì dự kiến thị trường tiếp theo, phần 2 dự kiến thị trường tiếp theo thì mình không có quá nhiều về cái quan điểm rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng với những cái chính sách tốt và sự hồi phục của VN Index cho sự cuối năm. Đấy, 1.500 này, 1.500 và 1.450 sẽ ở đây thì sẽ có những cái nhịp lắc
Đấy, nhịp rung lắc thì chúng ta canh những cái nhịp đấy để gia tăng thêm tỷ trọng vào các cái dòng rất là tốt, dòng tốt ở hiện tại như là bất động sản, chứng khoán hay là ngân hàng, sự phục hồi ánh nước cũng đi vào một số những cái dòng cổ phiếu tiêu biểu trong hôm nay. Hôm nay thì cổ phiếu hôm nay thì trong cái khuyến nghị của mình thì mình cũng đã khuyến nghị một số cổ phiếu về dòng ngân hàng, dòng chứng khoán. Đây, chứng khoán này thì hôm nay có VN Direct tăng rất là tốt, VND tăng rất là tốt và đã vượt đỉnh. Ngoài ra thì vượt đỉnh từ sáng luôn, đấy, vượt đỉnh từ sáng với thanh khoản rất là lớn. Đấy thì những ai mà chưa có hàng thì chúng ta có thể là quanh mua về khi mà test về vùng gần sát đỉnh cũ này ở vùng 53, 54, 55.55.4 này. Đấy, với VND thì trong phiên hôm nay thì mình cũng đã khuyến nghị thêm với SHS này. Đấy, SHS mua quanh vùng 38 này thì trong phiên lên thì có những kháng cự ở cạnh trên của Bollinger Band vùng 39 này thì đã có sự rung lắc. Đấy, thì đây đây vẫn là một cơ hội mua với SHS nhé, thì chúng ta có thể là gia tăng thêm tỷ trọng khi mà chỉnh về vùng 38.2 đấy là với SHS này. Ngoài ra thì TVS này, TVS tăng rất là tốt thì đây vẫn là điểm mua của TVS, chúng ta có thể là canh để giải ngân thêm như BSI này. Nhưng BSI thì đang có một chút gì đó là phân kỳ rồi thì chúng ta vẫn, nhưng mà tuy nhiên rằng là mã này thì không có điểm mua thêm. CTS thì chúng ta cũng mua được này, CTS thì hôm nay mình đã có khuyến nghị mua ở cái vùng đây đúng giá này luôn, 28.7, mua 50% và khi vượt qua hẳn cái vùng 29.3 này chúng ta là mua nốt hàng đấy với CTS. Theo là với MSB tăng rất là tốt rồi, phiên hôm qua thì đã có điểm, phiên hôm qua là đã chạm cái điểm mua, tuy nhiên rằng là nó không điều chỉnh về để mua và hôm nay vượt cái đỉnh ngắn hạn ở cái vùng 33 34.2 này. Tiếp theo là với Agri đi. Agri hôm nay mình cũng khuyến nghị tuy nhiên rằng là Agri thì nên mua khi mà vượt qua hẳn cái vùng, qua hẳn đỉnh cũ. Mã này thì là một mã là cơ bản thì cũng không có quá nhiều tốt lắm. FTS thì hôm nay theo khi mà mở gap và chạm đến cái vùng kháng cự của nó thì đã chưa bật được qua như là VND, thì cái phiên mã này thì chúng ta có hàng thì lên đây lên cái vùng đỉnh cũ của nó cũng lên canh chốt một phần. Anh như VCI thì cũng tương tự như là FTS đấy, tăng tốt thì nhưng mà ở cái vùng những cái vùng đỉnh cũ này thì kẹp số cái số lượng kẹp hàng tương đối là nhiều, chúng ta lên cái vùng này thì cũng nên canh chốt lời một phần đi đấy, khi mà vượt thì tính tiếp, vượt thì chúng ta có thể là quay mua khi mà quay trở lại để test đúng không. Tiếp theo là đến dòng ngân hàng. Với dòng ngân hàng này có Kiên Long Bank tăng tốt nhất này, cái sàn Upcom cho nên là cái biên độ nó rất là lớn. SSB đấy, Đông Nam Á thì cũng tăng khi mà chạm vào MA20 hướng lên. Với ngân hàng thì mình chỉ có khuyến nghị một số mã cổ phiếu thôi, như là ngân hàng công thương này, đấy, CTG này thì như là các cái video trước mình đã nói rằng cái mã này nó chỉ cần tích lũy trên cái vùng 30 này thôi, đấy, nhưng mà nó đã tăng rất là tốt rồi. Tuy nhiên rằng là khi mà chạm lên cạnh trên của Bollinger Band và trùng với cả cái đường MA 50 là một cái càng hỗ trợ thì trong ngắn hạn thì CTG sẽ có khả năng rằng điều chỉnh tích lũy về vùng 30.7 này thì đây là sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể là tham gia vào và đánh lướt T cộng thôi, với kỳ vọng rằng là nó sẽ kéo lên cái vùng đây. Đấy, kéo lên vùng 35 và sau đó là đúng chuẩn cái mẫu hình nó sẽ test về cái vùng Flatmachine này. Đấy, vùng 35 này và qua EMA. Ngoài ra thì Techcombank cũng là một mã mà chúng ta có thể là đáng quan tâm trong thời gian tới với cơ bản rất là tốt. Đấy, cơ bản của Techcombank rất là tốt, đã vượt qua cái cản ngắn hạn, đã vượt qua cái vùng cản chéo và coi như đây vượt qua một cái vùng giảm đấy, vùng giảm thì chúng ta có thể là canh mua thêm ở cái vùng 51 52 này đấy, 51 54 này, này tường EMA20 và ngắn hạn sẽ lên 54 đấy, nhưng mà ai đánh dài hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng lên vùng đỉnh cũ là vùng 58. Ngoài ra thì chúng ta đã có MBB này. Cũng có thể là mã mua rất là tốt, tuy nhiên rằng là chúng ta chỉ nên mua khi mà nó chỉnh về sát cái vùng 28 này thôi. Ngoài ra thì với mã ngân hàng thì mình cũng vẫn khuyến nghị rằng là mọi người lên canh mua ít thôi, bởi vì rằng là thực ra là về cái cơ bản thì dòng ngân hàng trong cái thời gian này nó cũng chưa ổn định, chưa thực sự là ổn định. Đấy, chưa thực sự là ổn định với những cái chính sách của nhà nước nhé.
Ngoài ra thì thêm một mã nữa là mã MSB. Đấy, MSB thì tích lũy ở đây, tích lũy ở một vài cây. Tích lũy rất là 2, 4, 5, 5 phiên ở trên cái vùng mà sau khi đã tăng rồi. Cũng như VN Index rũ về cái vùng 22.2 này. Và hôm nay có điểm tăng rất là tốt. Cái mã này thì cơ bản rất là tốt rồi. MSB tăng rất là tốt thì đây cũng là một cái cơ hội mà chúng ta có thể là quan tâm. Ngoài ra thì dòng thép thì hôm nay cũng tăng rất là tốt với Nam Kim này. Đấy, Nam Kim này. Nhưng mà ra hôm nay vừa ra thông tin với lãi cùng kỳ gấp 7 lần. Đấy thì cái mã này thì trong cái xu hướng thì vẫn có tăng rất là tốt. Chúng ta có thể là canh mua thêm ở cái vùng 56.35 này. Đấy, mình đã rất là nói rất nhiều với cái mã Nam Kim này khi mà về cái vùng 50 này có thể là mua. Nhưng mà ít ít người có thể mua ở cái vùng này. Đấy, ít người. Đây là HPG này, HPG tăng rất là tốt. Đấy, một trong những cái điểm nhấn của hôm nay cũng là dòng thép với HPG. Tuy nhiên rằng là ở cái vùng đỉnh ngắn hạn này thì mọi người có hàng thì cũng có thể là canh chốt lời một phần thôi, một phần. Và mình trong cái thời gian tới thì mã này nó sẽ vượt cái cản này thôi. Dòng chiều đỏ của dòng thép thì là chỉ có mỗi hoa sen thôi. Hoa sen thì đã như là mình nói rằng là một là dính phân kỳ, hai là đã mất MA20, cho nên là cái xu hướng thì nó sẽ yếu hơn là Nam Kim và Hòa Phát. Số mã tăng như là VGS thì cái chart vẫn đẹp, tuy nhiên nó sẽ có dấu hiệu nhỏ về phân kỳ. Hôm nay tập trung chủ yếu vào các cái dòng vẫn tập trung chủ yếu vào dòng bất động sản với Novaland này. Novaland thì chiều mới kéo và kéo điểm rất là ấn tượng, với kéo điểm rất là ấn tượng. Và sau khi cái vùng tích lũy dài này mình có khuyến nghị mua ở vùng 103, 104 gì đấy, 103, 104. Tuy nhiên rằng là cầm tương đối là lâu ở cái cây này thì phải ở cây tháng 10, đầu tháng 10 này. Đấy, 103, 104. Ngoài ra thì có BCM này. Đấy, BCM thì cũng đúng chuẩn mẫu hình là tăng rất là tốt với khuyến nghị mua từ vùng 45 này, 45, 46. Đấy, tăng rất là tốt. BCM là mẹ của EDC, cho nên là cái mã EDC này thì vẫn đang tăng rất là tốt. Chúng ta có thể là nhặt hàng khi mà nó quay trở lại test cái vùng 33 này. Đây sẽ là một cơ hội mua rất là tốt của chúng ta. Hay với EDC bất động sản này. Ngoài ra hôm nay có rất nhiều mã trần. Đấy, những đích thì tăng rất là kinh khủng. Đấy, so với nhịp tăng nhưng mà test được cái vùng vùng 33 này thì ta mua cơ hội tăng rất là tốt, bất động sản thì tăng rất kinh hoàng. Tuy nhiên rằng là mình vẫn vẫn phải cảnh báo cho mọi người rằng cái đà tăng như này thì đang tăng tương đối là nóng, cho nên rằng là mọi người có nên nên có một những cái phương án để chốt lời dần hàng của mình đi. Đấy, chứ đừng để là khi mà giảm xuống thì cái sự đầu cơ của rất là sự đầu cơ thì nó rất là kinh khủng. Thủy sản thì hôm nay có một phiên chứng lại một chút, tuy nhiên rằng ANV thì vẫn tăng này. VSC đâu? Đấy, VSC thì đang có những cái điểm nhịp điều chỉnh nhỏ thì chúng ta có thể là canh mua thêm ở cái vùng khi mà điều chỉnh về vùng 61 này. Mã VSC thì rất là tốt và có rất nhiều công ty chứng khoán đang có những khuyến nghị mua HC, VSC điều, vùng 70. Sau đây thì mình sẽ có một số những cái mã khuyến nghị cho mọi người trong cái phiên tiếp theo. Một là trong phiên ngày mai chúng ta có thể là canh mua với TVB. Đấy, công ty chứng khoán Chí Việt thì đang tích lũy rất là tốt ở cái vùng nền như này. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hơn 2 tuần ở đây rồi. Đấy, 2 tuần, hơn 2 tuần đã tích lũy ở cái vùng này rồi. Thì với cái xu hướng của MACD đang hướng lên như này và cái Bollinger Band đang có cái chiều hướng là co cụm lên để hướng lên này thì chúng ta có thể là giải ngân quanh cái vùng MA20 là vùng 22.5, 22.6 này. Đấy, mục tiêu lên cái vùng 20 năm là vùng đỉnh cũ. Thứ hai là SHS. SHS thì hôm nay mình đã khuyến nghị rồi, tuy nhiên rằng là đây vẫn là cái vùng để mua cho mọi người nhé. Đây là cũng vẫn là một cái vùng để mua. Ngoài ra thì CTS, ba mã chứng khoán thì vẫn như cái khuyến nghị của mình hôm nay thôi. Với 28.7, 28.7 là chúng ta có thể là canh mua một phần. Khi mà vượt hoàn toàn 29.3 thì vượt qua gần cái cản chéo này thì chúng ta có thể là canh mua hoàn toàn. Tiếp theo là với QNS. QNS thì mình đã khuyến nghị rất là nhiều rồi nhé. QNS trong trong cái Zoom cộng đồng thì mình đã khuyến nghị rất là nhiều rồi. Ngoài ra trong Zoom khuyến nghị của mình thì mình cũng khuyến nghị rất là nhiều với QNS mua cái vùng 50 này. Đây, một vùng 50 thì hôm nay đã tăng rất là tốt, tăng 4% rồi từ cái điểm mua, tăng 4% với QNS. Thì cái dòng mía đường này đang tăng rất là tốt này. Đây, như ví dụ hôm nay mình có mua STB này, có mua STB này. Đấy, thì dòng mía đường thì đang tăng rất là tốt với công này, hay LSS thì đang quay trở lại tăng rất là tốt đấy.
Ngoài ra thì sẽ có thêm là CE này. CE thì mã này đang tăng tương đối là nóng. Tuy nhiên là chúng ta ở cái vùng này chúng ta đang hết điểm mua và chỉ có canh lướt thôi, có hàng thì canh lướt thôi. Tuy nhiên và cái vùng 22.22.7 này sẽ là vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể là canh mua một phần ở cái vùng 21.7 21.8 này. Xuống đến cái vùng 21 thì chúng ta sẽ đủ gom đủ hàng, 21.2 thì sẽ gom đủ hàng với CI khi mà nó vào vào bên. Đấy, cái mã này cái tiềm năng tăng trưởng nó rất là tốt. PC1. Đấy, PC1 thì mình thì cái mã này thì thực ra thì nó cũng tăng rất là tốt rồi. Tuy nhiên rằng là cái khi cho kỳ vọng dài hạn về năng lượng điện thì vẫn rất là tốt. Đấy, PC1 thì chúng ta có thể là canh mua khi mà test về cái vùng 40, cảnh sát 40 chúng ta có thể là canh mua với PC1. Ngoài ra thì một mã banh nữa là mã Techcombank cho mục tiêu dài hạn. Như vậy là chúng ta đã đi với nhau hết 3 phần của nội dung bản tin ngày hôm nay. Hy vọng rằng bản tin sẽ mang lại một số cái thông tin bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công và gặp được nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.